Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả Beauty Holic. Và mọi người có biết gì không, rằng là các số lần trước ấy thì mình đều nói rất là nhiều những cái điều quan trọng liên quan đến cái nụ cười của chúng ta, về cách nào là trang phục để khiến chúng ta tự tin hơn này, về dưỡng da này. Nhưng mà chúng ta đã quên một điều, rằng chúng ta cũng phải chăm sóc lên đôi môi đáng yêu này của chúng ta. Thành ra là hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài cái cách để chúng ta dưỡng môi nó, làm sao để cho nó hồng hào, nó căng mọng, để khiến chúng ta có thể tươi tắn hơn này, cười sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều nhá. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Một trong những bước quan trọng nhất để có được một đôi môi hồng hào và căng mọng đó chính là tẩy tế bào chết môi. Là con gái thì ai cũng sẽ thích tô son, nhưng mà việc tô son quá nhiều và thường xuyên sẽ hình thành vẩy da chết tích tụ ở trên môi, làm cho môi của chúng ta sẽ rất là khô ráp và sớm mất đi độ hồng hào tự nhiên của đôi môi. Vì vậy, việc tẩy tế bào chết cho môi là một điều vô cùng cần thiết nếu mà chúng ta muốn những dưỡng chất mà chúng ta dùng có thể thấm sâu hơn và nuôi dưỡng da môi tốt hơn. Ngoài ra thì các teen của chúng ta nên tập một cái thói quen, đó chính là chúng ta hãy tẩy da chết môi bằng những cái nguyên liệu tự nhiên như là nước cốt chanh này trộn chung với cả đường. Sau đó thì chúng ta hãy chà sạch xung quanh môi cho nó sạch. Sau đó thì sẽ rửa bằng nước ấm. Các bạn nên giữ cái thói quen này từ 1 đến 2 lần một tuần để chúng ta giữ được một đôi môi thật là căng mọng nhá. Sử dụng mật ong để dưỡng môi là cách làm phổ biến và hiệu quả nhất. Người ta còn ví mật ong như là một loại thần dược chuyên làm sáng da, loại bỏ vết thâm, cùng độ cấp ẩm tuyệt vời trong việc làm đôi môi hồng hào và căng mọng và tràn đầy sức sống. Cách dùng mật ong dưỡng môi đơn giản nhất là lấy ra một ít mật ong nguyên chất, bôi lên môi và đi ngủ đến sáng thức dậy rửa môi bằng nước ấm. Sau đó thì sẽ cảm nhận được đôi môi của chúng ta mềm mượt cực kỳ thích ngay từ lần đầu sử dụng. Đó, mọi người có biết không? Đó chính là lý do tại sao mà các bạn gái chúng ta luôn luôn ưu tiên mật ong để làm đẹp với mọi người. Đặc tính có trong chanh được xem là nguyên liệu vàng cho các cô nàng nào có vấn đề về môi thâm. Cùng với sự phối hợp của dưỡng chất mật ong và chanh, giúp nuôi dưỡng và làm đôi môi của các bạn trông hồng hào, căng mịn, quyến rũ và gợi cảm. Chọn một muỗng mật ong cùng với vài giọt nước cốt chanh, sau đó thì bôi hỗn hợp này lên và đợi một xíu, rồi rửa sạch với nước và kiên trì sử dụng 1 đến 2 3 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất. Đó mọi người ơi, còn chần chừ gì nữa mà chúng ta hãy thử ngay cái cách này tại nhà nhá. Vừa đơn giản mà lại mang lại cho chúng ta một đôi môi xinh xinh, hồng hồng mà cực yêu nhé mọi người. Hoa hồng cũng chỉ là một loài hoa đẹp mà cánh hoa còn có tác dụng không ngờ đối với việc dưỡng môi cho các teen đấy. Đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời khi dưỡng môi tại nhà. Cánh hoa hồng còn được sử dụng rất là phổ biến trong làm đẹp. Ngoài ra thì cung cấp được độ ẩm và se khít lỗ chân lông cho da. Còn có những tác dụng rất lớn trong việc dưỡng hồng cho đôi môi và tránh làm khô ráp nữa. Vâng, mong rằng là những cái tip ở trên có thể giúp cho các bạn có một đôi môi cực kỳ khỏe mạnh nhé. Và rồi, đến đây là cũng đã kết thúc video rồi. Mong là mọi người sẽ like, share video này nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng tạm biệt nhé tới đây thôi. Bye bye!